tim mạch luôn. Truyền hình Việt Nam Phụng Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là buổi tối Chủ nhật, ngày 27 tây tháng 12 năm 2015. Thưa quý vị, lễ Giáng sinh mới vừa cách đây 2 ngày và trong tuần lễ tới sẽ là ngày Tết Dương lịch. Thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị phóng sự về sinh hoạt của Hội Long Xuyên ở tại Maryland và buổi dạ tiệc tối hôm nay, theo như chúng tôi được biết là để ăn tất niên và cũng luôn cả tân niên nữa. Thì những cái sinh hoạt ở tại vùng Virginia quý vị cũng đã từng xem qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị hàng tuần. Và lần này thì chúng tôi đi sang đến tận Fredericksburg của ở tại nhà hàng New Fortune để gửi đến quý vị sinh hoạt của Hội Long Xuyên. Chúng tôi nhận thấy trong căn phòng này có khoảng hơn 200 người đến tham dự. Và thưa quý vị, nói đến tiệc mừng xuân tất niên để mà tiễn đưa một năm cũ và đón mừng năm mới, thì tất cả đồng hương và những hội viên cũng như là đại diện các hội đoàn được mời đến sẽ cùng nhau để mà chung vui trong buổi tối hôm nay, nói chuyện với nhau về sinh hoạt một năm qua cũng như là những dự tính trong tương lai. Thưa quý khán thính giả, Hội Long Xuyên cũng đã được thành lập trong thời gian qua và hàng năm cũng có tổ chức những buổi picnic và rất là thường xuyên tham dự vào những sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại vùng Washington DC, Maryland và Virginia. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong buổi tối hôm nay. Trong bầu không khí ấm áp của buổi chiều hôm nay, Hội Long Xuyên hân hoan chào đón quý quan khách. Sự hiện diện đông đảo của quý vị nói lên sự thương mến của quý vị dành cho hội chúng tôi. Chúng tôi xin ghi nhận và rất là cảm ơn. Cách nay 3 tháng cũng tại địa điểm nhà hàng này, Hội Long Xuyên đã tổ chức bầu cử lại chức vụ hội trưởng nhiệm kỳ mới 3 năm 2016-2017-2018, và ông Phan Văn Bề được tái tín nhiệm ban chấp hành nhiệm kỳ mới đã được thành lập. Và nhân buổi tiệc hôm nay, tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị ban chấp hành của Hội Long Xuyên. Quý vị, xin chào mừng toàn thể quý quan khách, quý thân hữu và quý đồng hương. Tôi tiếp lời ông Phó Hội trưởng một lần nữa. Hội Long Xuyên chúng tôi xin thành thật cảm ơn sự tham dự nhiệt tình của quý vị. Tấm thành tình của quý vị dành chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Chúng tôi cố gắng duy trì sự sinh hoạt thường xuyên để góp phần sinh hoạt cộng đồng người Việt dùng qua đỉnh đốn, cho cộng đồng chúng ta ngày càng thêm khởi sắc thêm. Kính thưa quý vị, ngày tháng thấm thoát trôi qua, chỉ còn 4 ngày nữa là 2015 sẽ chấm dứt và chúng ta sẽ đón một năm mới 2016. Tôi hy vọng là một năm mới thanh bình và thịnh vượng, vui vẻ và hạnh phúc cho tất cả gia đình của quý vị và của đồng hương Việt Nam trên đất Mỹ và trên toàn đất nước Việt Nam. Dòng An Giang sông sâu nước biếc, dòng An Giang
qua thác sơn cho đống dòng sông muôn quanh cho bóng tiền ra cứu lòng nhàn gian xanh xanh khóm chung dòng an giang tung tăng múa hát đêm đến dòng sông thở than bên mấy hàng cây hát hiu đã mấy mùa xuân thái bình dòng an giang đáy nước yên sâu nhiệm cầu tre ngắm bóng say sưa nắng vẫn chiếu trên làn sóng nhấp nhô nắng vẫn chiếu trên gò má hay hay chiến trên đồng chiến trên non chim cũng cánh gió tan sương mờ
giờ còn nhớ mùa xuân, nhớ tháng năm xưa cồn quê dài khờ, nhớ tiếng dương cầm giọng hát trà thơ, cô ấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ. Nơi ấy bây giờ còn có mùa xuân, cô giang nghiêng nghiêng nụ cười thật đẹp. Kính thưa quý vị, trong buổi tiệc tối hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe vài lời trò chuyện với ông Chủ tịch Hội Long Xuyên, và cũng nhân dịp này ông gửi lời chúc Tết đến tất cả quý đồng hương. Xin chào ông bà. Dạ, thưa thay mặt cho Ban chấp hành Hội Hữu Long Xuyên, kính chào mừng tất cả quý đồng hương thân hữu và quý vị ở trong đài truyền hình của Hoa Trinh Đốn đã đến đây tham dự cái dạ tiệc tất niên và tân niên của Hội Hữu Long Xuyên. Chúng tôi hàng năm thì không có tổ chức năm những cái lễ này, nhưng năm nay đặc biệt là chúng tôi tổ chức mà được sự ủng hộ nồng nhiệt của hai đài truyền hình thì chúng tôi rất cảm ơn nhiều lắm. Và sau đó tôi kính chúc cho tất cả quý đồng hương ở trong nước Mỹ và cũng như quý đồng hương ở bên Việt Nam một năm mới và một cái lễ Giáng sinh được tràn đầy hạnh phúc, và cũng xin chúc cho đài được một năm mới làm việc ăn khang thịnh vượng và tài tấn lộc. Xin cảm ơn ông bà. Ông có điều gì muốn nói nữa? Thưa Hội Hữu Long Xuyên thì cái mục đích của hội là hàng năm là tổ chức những sinh hoạt về business, và sau đó thì có tổ chức những cái dạ tiệc mà cái đầu xuân đó. Thì để cầu chúc cho những đồng hương về tham dự đó được những lời chúc Tết và nồng ấm, và sau đó thì cũng là cho quý đồng hương và thân hữu không phân biệt Bắc Trung Nam đến đây để chung vui với Hội Hữu Long Xuyên, để rồi gặp nhau để chúc mừng người nhau sau một năm làm việc vất vả, và xin cảm ơn. Thưa quý khán thính giả, quý vị nghe những lời tâm tình của ông Hội trưởng Hội Long Xuyên, ông Phan Văn Bề. Và thưa quý vị thấy rõ là cái hình ảnh của một người miền Nam rất là trung thực, chất phác và rất là thành thật trong qua cái cách mà ông nói chuyện. Thưa quý vị, để nhắc chúng ta nhớ đến miền Nam Việt Nam và nhất là ở các tỉnh ở lục tỉnh. Thưa anh, hội viên của mình năm nay tới đây có đông lắm không, và tôi thấy hình như là cũng có rất là nhiều. Thưa thì cái hội Ái Hữu Long Xuyên thì rất tiếc là cái hội viên thì họ không có đoàn kết nhiều, nhưng mà ngược lại thì tất cả những thân hữu người Trung người Bắc, nói thật ra là tôi rất quý là đến đây ủng hộ cái bằng nhiệt tình luôn. Lúc nào mà những thân hữu thì đến đây là miễn hội Long Xuyên tổ chức là thân hữu đến đây là thật đông, và cái điều đó thì tôi rất cảm ơn nhiều, không có biết làm sao mà tỏ hết cái tấm lòng của mình biết ơn vậy. Như vậy là thành ra Hội Long Xuyên, người hội, tất cả mọi người đều là của Hội Long Xuyên. Xin cảm ơn ông bà. Thưa cảm ơn. Người yêu tôi mới quen mà thôi, lúc dừng quân trên vùng vừa tên thương, vùng hoang xưa bờ cát lắm đời, gió lên từng chiều mai, nàng sò tóc trên biển xanh, người yêu tôi đi tắm trong chiều mưa, lúc vào xanh biển mang đông sắc vàng, bao yêu anh em muốn trên đôi mình như màu xanh biển tình trong ngày trời xinh gió xuân.
I honor the volunteer. Please just hang out with your table. Truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Tình Đốn chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là buổi trưa ngày Chủ nhật 13 tháng 12 năm 2015. Chúng tôi đang có mặt ở tại Woodland Hill, cái trung tâm mà người già ở tại Arlington, để gửi đến quý vị hình ảnh của buổi tiệc Giáng sinh do Nhà Việt Nam và các em kết đoàn đã họp lại với nhau tổ chức, để cho quý vị cao niên ở đây có một buổi tiệc rất là ngon miệng và rất là đầm ấm. Thưa quý vị, trong những cái giờ phút quan sát sinh hoạt của cái buổi gặp gỡ hôm nay, chúng tôi nhận thấy có rất là đông quý vị cao niên ở tại Woodland Hill đến tham dự, cũng như với cái sự có mặt của các bạn trẻ của Nhà Việt Nam và của kết đoàn. Chưa bao giờ chúng tôi thấy rằng có sự mà tham gia rất là đông của các em như ngày hôm nay, và các em đã đội những cái mũ để biểu tượng cho Giáng sinh, cũng như là những trang trí tất cả những cái chương trình và những bài hát mà các em đã cống hiến, đặc biệt là những cái món ăn rất là ngon và cho các em nấu, cũng như là những quý vị mạnh thường quân đã gửi hay là đã nấu mà đem đến để cho đãi cho quý vị cao niên ở đây. Thưa quý vị, cái chương trình rất là ngoạn mục và rất là vui. Chúng tôi nghĩ rằng là đã đem lại cho quý vị cao niên một cái ngày rất là vui trước lễ Giáng sinh, để cảm thấy không bị lẻ loi vì có những người không có được người thân đến thăm viếng săn sóc thường xuyên, bởi vì bận công việc, bởi vì cái nhu cầu đời sống. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi thấy những khuôn mặt của quý vị cao niên rất là vui, rất là rạng rỡ. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong buổi sinh hoạt này. Trong quá trình các bác dùng thức ăn, dùng tiệc thì con xin mời các bác cứ việc theo dõi chương trình văn nghệ của chúng con. Xin được gửi tặng đến cho tất cả các bác những món quà tinh thần, cây nhà lá vườn do chúng con tự tập cũng như là tự hát để gửi tặng đến cho các bác. Và trong quá trình đó thì các bác có những món quà để gửi tặng lại cho mọi người, thì cũng xin ghi danh với chúng con để tiện cho việc sắp xếp chương trình. Cộng đồng Hoa Tình Đốn xin được trân trọng giới thiệu dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh cùng phu nhân Hội Cao Niên Vùng Hoa Đình Đốn. Thưa quý vị, dòng tràng có tay thật lớn cho cô Bạch Mai và chú Phúc đến từ đài truyền hình Vùng Hoa Đình Đốn. Giáo sư Kim Oanh. Thưa quý vị, cô Lê Thị Nhị, Nhà Việt Nam. Cô Jackie Bông. Và bên cạnh đó cũng có các cô chú, các bác đến từ các hội đoàn khác. Con xin được hân hoan chào đón quý vị đến tham dự chương trình mừng lễ Giáng sinh. Và trong cái không khí ấm áp ở ngoài trời và bên trong phòng thì chắc chắn sẽ không có thiếu được cái lạnh lẽo. Quý vị đã có được những món ăn ngon và chúng con rất là hân hạnh đi được từng vị hỏi thăm coi quý vị ăn có được ngon hay không. Và con xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân,
tất cả những người đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Và bên cạnh những món ăn ngon thì con xin cảm ơn những quý cô, quý các bác, các anh chị, các bạn đã bỏ tấm lòng của mình ra nấu những món thức ăn ngon nhất. Và một lần nữa kính chúc quý vị có một buổi Giáng sinh thật là vui vẻ, bình an bên gia đình và hạnh phúc. Dạ, con tên Hào, con đại diện cho các đoàn và con muốn cảm ơn nhà Việt Nam, cô Thủy và Phú Long và cô Nhị và cho các đoàn một opportunity để ra để đóng góp cho cộng đồng mình. Và em tới đây lưu niệm là mùa Giáng sinh thì tới chung vui những cụ những bác, thì con muốn chúc các bác mùa Giáng sinh vui vẻ, an khang thịnh vượng và sức khỏe dồi dào. Quý vị, trong cái buổi tổ chức nào cũng phải có người đứng ra để chịu trách nhiệm và để điều họp. Thưa quý vị, cái người đó không ai xa lạ, đó là Thu Thủy. Và để coi Thu Thủy bày những cái trò gì của ngày hôm nay. Thường thì bày ra rất là nhiều những việc lợi ích cũng như những trò chuyện vui, đúng không? Chào Thu Thủy. Dạ, con chào cô Bạch Mai. Dạ, kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Dạ, thì trong mùa lễ Giáng sinh, nhà Việt Nam và các bạn trẻ của kết đoàn chỉ muốn mang lại một chút xíu ấm lòng cho những người sống trong một cái khu apartment. Thật sự ra ở đây thì con chỉ muốn là thể hiện một cái tấm lòng của mình. Người Việt Nam mình thì có câu uống nước nhớ nguồn. Và tụi con mong muốn rằng cái ngày hôm nay tụi con mang đến 4 thế hệ để có một cái buổi coi như là ngồi lại với nhau. Thức ăn là do những người thiện nguyện viên và do những người giúp đỡ chúng con về tiền bạc để tụi con mang đi mua về. Nhưng mà thật sự ra quý cô quý bác được ngồi xuống bàn và tụi con hết lòng phục vụ. Cho nên con cũng xin cảm ơn cộng đồng Việt Nam, hội Novel, kết đoàn cao niên và tất cả những hội đoàn, cũng giống như không quên cảm ơn những các trưởng của các liên đoàn hướng đạo đã coi như là cùng với chúng con tổ chức một cái buổi Christmas thật là ý nghĩa. Và nói như cô Bạch Mai nói là có bày việc nhưng mà có nhiều người tham gia thì cái đó cũng là một cái điều hạnh phúc. Trong cái bàn ngồi ăn đó quý vị cao niên, có người thích ăn cay. Và nhất định là đòi phải có ớt, mà phải là ớt tươi. Thì nói với một em rất là dễ thương trẻ nữa, còn có ớt sống không? Thì em đã quay đi,
một hồi trở lại với một cái dĩa ớt, mấy trái ớt chút. Cô không biết là đi hái ở đâu. Dạ, ớt đó là ớt từ nhà tụi con trồng, tụi con mang tới. Coi như là tất cả những cái điều mà tụi con làm á, cho tụi con muốn là các cô, các chú bước ra khỏi ngày hôm nay thì với một cái tấm lòng vui vẻ và cảm thấy rằng là đây là một nhà hàng the best nhất của vùng này. Cô đồng ý như vậy. Cảm ơn Thu Thủy rất là nhiều. Cảm ơn cô Bạch Mai. Dạ, chúc cô Bạch Mai và quý vị khán giả một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ, bình an bên gia đình. Kính thưa quý vị, trong cái buổi sinh hoạt này có sự góp mặt của rất là nhiều các bạn trẻ. Và trong đó như chúng tôi nói kết đoàn nhà Việt Nam và có Novel. Thì đứng bên cạnh chúng tôi đây là Bobby Lee, là phó chủ tịch của hội Novel và lại cũng là phó chủ tịch ngoại vụ của cộng đồng. Muốn hỏi Bobby là khi đến mà trong với một cái tuổi còn trẻ, đến là một cái sinh hoạt của hội của quý vị cao niên như thế này và tất cả những diễn tiến, thì Bobby nghĩ như thế nào? Dạ thưa cô, dạ chào quý vị. Dạ Bảo thấy là nếu mà hôm nay có thể tới đây rất là vui. Tại vì hôm nay là có hết mấy hội đoàn của mấy đám trẻ, giống như kết đoàn Novel, rồi có hội đoàn Nhóm Nhà Việt Nam cũng đã mỗi năm đã làm cái này. Nên vậy cũng khuyên là nếu mà nhiều người ngoài ở ngoài họ muốn tham gia cái này đó thì cũng nên tới để volunteer. Tại mỗi năm mình phải có một cái chương trình như vậy để cùng chia vui với nhau. Kính thưa quý vị nghe tiếng nhạc rất là nhộn nhịp với điệu cha 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 ở phía sau lưng chúng tôi. Và thưa quý vị, không phải chỉ những đây những cái buổi sinh hoạt vậy và trên cái sàn nhảy, không chỉ những người trẻ mà quý vị cao niên cũng đang tham gia vào những cái vui nhộn này. Giống như người MC đã nói là âm nhạc không có tính tuổi tác. Thưa quý vị, chúng tôi hy vọng rằng quý vị thấy được những sinh hoạt ở tại khu của quý vị cao niên đang cư ngụ. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Thank you.